Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Phát Freestyle. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 chúng tôi có mặt ở Doha, Qatar. Và vẫn giống như mọi khi là ngủ dậy thì nghỉ ngơi một chút rồi bây giờ bọn mình sẽ đi ăn trưa. Và sau đấy sẽ đi đến một địa điểm rất đẹp trong ngày hôm nay. Chắc chắn các bạn sẽ thích rồi. Chào biệt, mình đi ăn trưa đã nhá. Hôm nay thì bọn mình lại vào một quán ăn Trung Quốc để ăn, tại vì đồ ăn Trung Quốc cũng khá là hợp với cả người Việt Nam mình. Thì ở đây thì bọn mình uống mỗi người một lon Coca này là 5 riyal. Đây một đĩa cơm rang hải sản là 25 riyal đúng không? Không thấy hải sản đâu. Đấy hải sản đấy, tôm đấy. Và còn một bát canh nữa. Bát canh trứng cà chua là 20 riyal, là tổng bữa này sẽ hết khoảng 300.000 đến 350.000. Đấy. Thôi, nói chung bây giờ là ăn thôi. Và bây giờ chúng tôi đang có mặt ở ga Masharif. Mà mình sẽ từ ga này đi đến sân Luzian. Đây là cách di chuyển gọi là tiết kiệm nhất cho những ngày mà không diễn ra World Cup, không đang những trận đấu tại World Cup. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng ra mua vé và di chuyển thôi nhá. Vậy thì bọn mình sẽ di chuyển luôn bằng thang máy. Thì vừa rồi bọn mình cũng đã mua cái thẻ tàu ở tuyển thành. Đây bọn mình có đây. Đây có thẻ tàu này. Thẻ này sẽ trị giá mất 10 riyal để mua. Và sau đấy thì các bạn sẽ nạp tiền vào. Sẽ nạp tiền vào đây tùy theo bạn đi nhiều hay ít. Bạn sẽ nạp tiền vào và sẽ mỗi chuyến đi thì sẽ mất 2 riyal. Ok. Và đây là cái di chuyển là tiết kiệm nhất rồi. Ok. Bây giờ thì bọn mình sẽ đến và đi đến sân Luzian nhá. Ga Mushabi này là một trong những ga tàu lớn nhất và có nữa là ga tàu mà có tất cả các line ở Doha, Qatar. Và đây thì các bạn sẽ đi đến gần hầu hết được tất cả các sân vận động ở đây. Bây giờ thì bọn mình sẽ quẹt thẻ để qua cửa nhá. Và bắt đầu đi đến chỗ ga tàu. Kinh nghiệm đi du lịch nhiều như của mình thì với kinh nghiệm đã đi các nước rất là nhiều thì việc mình mang vali ở này mình cảm thấy rất là tiện và đỡ mệt hơn rất là nhiều khi mà mình phải đi bộ một ngày đến tầm 10 đến 12 cây là việc rất là bình thường. Là việc mang theo vali để đựng máy ảnh này rồi bóng rồi gimbal các thứ thì rất là tiện, chứ các bạn mà đeo ba lô cả ngày để đeo những thứ này trên người thì sự cực kỳ mỏi luôn. Đây là ga Mushabi, đường tới Luzian. Đây là một trụ ga tàu mới được xây dựng xong nên là nó rất là hiện đại và rộng, rất là đẹp nữa. Ok, bây giờ mình đã lên tàu rồi. Ok. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi đến đây, Lusay. Điểm đến cuối cùng. Bây giờ thì bọn mình đã đến chỗ ga Luzian QNB. Và bây giờ sẽ tìm đường đến sân Luzian. Đây ở trên này, các bạn thấy đây. Lịch sử của các kỳ World Cup được trang trí ở ga này rất là đẹp luôn này. Đấy, chủ nhà là Pháp này, vô địch là Ý này, tất cả các năm rất là hay luôn, những cái thông tin rất là hữu ích cho tất cả những người yêu quý môn bóng đá và đam mê bóng đá sẽ được biết thêm những thông tin này rất là hay. Đấy.
Okay. Thì ở đây những bậc thang ở trang trí rất là đẹp này. Hả? Quay đây đi. Ok. Đây, có biển chỉ dẫn ở đây nhé các bạn nhé. Nói chung là đi ở bên nước ngoài những phương tiện công cộng các bạn sẽ phải rất để ý đến những cái biển chỉ dẫn. Đây, bên này chỗ này, bên này. Em đi ăn bay à? Đây bên này chúng ta sẽ đến Lusail Stadium. Đây là sân vận động đẹp nhất đúng không? Lớn nhất đúng không? Đúng rồi. Đây là sân vận động có sức chứa lớn nhất, đó 80.000 chỗ ngồi cho những cổ động viên đến đây. Quá lớn. Và bây giờ thì bọn mình sẽ thẳng tiến đến Lusail. Ok. Ôi, bên kia rồi anh em ơi, nhìn thấy chưa? To dã man. Đẹp không? Đẹp chưa? Đẹp không? Quá đẹp, quá đẹp không? Sự là quá đẹp. Đẹp. Đây đường này. Đây chúng ta sẽ có một cái con đường đến thẳng sân vận động luôn. Thực sự là những cái thiết kế này của nước chủ nhà phải nói rất là tiện đúng không Tiền nhỉ? Tính ra là anh em đi hết bao tiền nhỉ? À, nếu mà không tính tiền taxi đi thì chỉ mất 2 đi ạ. Theo một chiều nghĩa là khoảng 14.000, cho là 15.000 đi, nghĩa là tổng cả đi ở về các bạn sẽ mất 30.000 thôi. Quá là rẻ đúng không? Quá rẻ để di chuyển đến sân vận động như này. Ok, mà chúng mình sẽ đến thẳng sân vận động nhá. Và bây giờ thì bọn mình đã đến sân Lusail. Đây là lối vào sân. Các bạn nhìn thấy sân rất là đẹp. Ôi, sân rất là to. Đây là bọn mình đang, anh em đứng rất là xa, cách xa sân này, nhưng mà phải nói là nhìn sân bạn thấy không, trên GoPro nhìn rất là rõ nhỉ, phải sân rất là to thì các bạn có thể nhìn rõ được ngay từ xa. Wow, rất là đẹp luôn. Đây, chúng tôi đã đến rất gần sân Lusail rồi. Lusail rất là đẹp. Đây thì có cái biểu tượng của chợ ở đây. Biểu tượng gì đây, cầm khăn à? À, cái khăn chụp đầu ấy. Bây giờ thì trời bên Qatar bắt đầu dần dần tối rồi. Và thực sự là sân Lusail ở đây về tối nó càng đẹp hơn các bạn ạ. Nó được lấy cảm hứng từ chiếc đèn lồng, mà bây giờ thì buổi tối thì đèn ở sân lên thì nhìn đúng là một chiếc đèn lồng vậy. Bây giờ các bạn nhìn này. Wow. Thực sự nhìn trên video này không thể nào đẹp bằng ở ngoài được. Ở ngoài nó rất là hoành tráng và thực sự thiết kế cực kỳ đẹp. Wow. Không thể diễn tả được.